Minh Đăng phụ trách chương trình dự báo thời tiết cùng với đài trình IBC TV trân trọng gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả thân thương. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ bảy ngày 29 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 10 tháng 3 năm Quý Mão. Khu vực mở đầu Lido Sài Gòn thời tiết nóng trong những ngày cuối tuần này với trời có nắng chói chang vào sáng ngày hôm nay và tối ngày hôm nay trời đôi lúc có mây. Nhiệt độ tăng cao lên đến 79 độ là nhiệt độ cao nhất vào ban ngày, 58 độ là nhiệt độ thấp nhất cho buổi tối ngày hôm nay. Bình minh sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 05 phút, hoàng hôn vào lúc 7 giờ 33 phút chiều tối. Độ ẩm thay đổi từ 59% vào ban ngày tăng lên đến 81% trong ngày hôm nay. Sức gió đi qua khu vực Lido Sài Gòn di chuyển từ hướng Tây Nam 10 dặm 1 giờ vào ban ngày, di chuyển từ hướng Nam Đông Nam buổi tối ngày hôm nay 7 dặm 1 giờ và chỉ số UV Index giữ mức vào khoảng 9 trên 10. Bước sang ngày mai, ngày Chủ nhật tại đây trời rạng sáng có vài đám mây, trưa ngày mai trời có nắng và tối ngày mai đôi lúc trời có mây. Nhiệt có phần giảm nhẹ nhưng không đáng kể, 74 độ là nhiệt độ cao nhất vào ban ngày, 59 độ là nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm. Sức gió trong ngày mai di chuyển từ 7 tới 10 dặm 1 giờ từ hướng Nam Tây Nam vào ban ngày, Nam Đông Nam vào ban đêm. Và ngày mai bình minh sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 04 phút. Sau đây, vẫn như thường lệ, sẽ là thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Chúng tôi kính chúc cho quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần cùng với những người thân yêu thật nhiều